OK. Đấy thì uh, về nhà mọi người có thể tối ưu tiếp những cái bài tập kiểu như này nhé. Đấy thì sẽ chưa cụ thể cho mọi người. Đó. Còn uh, bây giờ mình sẽ học sang một khái niệm là Con constraint. Thì uh, cái constraint này này. Thực ra cái điểm khác biệt giữa thằng SQL với lại thằng uh, thằng Excel ấy, nó là kiểu như này. Ví dụ thằng Excel nhé, mọi người chỉ có một ô thôi. Đây ví dụ như này. Đấy, thằng Excel nhá, mọi người có một ô như này, mọi người thích nhập số cũng được, đúng không? Mọi người nhập chữ vào cũng được, ok chưa? Đấy. ví dụ như kể cả đây trên này mọi người đặt là ID, đây là cột name. Nhưng mà mọi người nhập cái ID này là số, hay là chữ vẫn được đúng không? Đấy. Nhưng mà thằng SQL thì nó khác. Thằng SQL nó nó phân biệt rất là rõ những cái kiểu dữ liệu này của mọi người. Ok chưa? Số là số, chữ là chữ. Đấy. Thì cái thằng SQL nó chặt chẽ hơn rất là nhiều so với cái thằng Excel nhé. Đấy thì uh, bởi vì cái này nó dùng cho phần mềm mà dữ liệu nó sẽ phải thống nhất với nhau Đấy. thì ngoài cái chuyện nó quy định kiểu dữ liệu này ra kiểu dữ liệu các thứ này ra thì nó sẽ còn quy định thêm là một vài những cái con xuyên khác nữa con xuyên này có nghĩa là dịch ra tiếng việt nó có nghĩa là ràng buộc dữ liệu nhé nó là ràng buộc dữ liệu thì cái ràng buộc dữ liệu này này thì là nó sẽ có nhiều kiểu thì mình sẽ đi học từng từng cái một Đấy. đầu tiên là cái primary key đầu tiên là cái primary key thì nó sẽ như nào Đấy, ví dụ mọi người nhìn vào một cái bảng này nhé Mọi người nhìn vào một cái bảng Cái bảng ví dụ hôm trước này Ví dụ ba bảng hôm trước Thì mọi người nhìn nhá Ví dụ như cái bảng sale Đấy mọi người thấy cái số thứ tự mua hàng không Đấy thì cái này nó không bao giờ được lọc Ok chưa Và thường thì nó là số Đúng không Đấy tương tự như cái cột customer này cũng thế Ok chưa Thường nó sẽ tăng được 1, 2, 4, 5 Đấy thì cái này nó có ý nghĩa như nào Thì cái trường primary key này nó sẽ đại diện cho một cái râu này bây okay giờ nó đã đại diện cho một râu đại diện cho một râu nghĩa là như nào nghĩa là ví dụ như là mọi người mua hàng xong ok chưa sau đấy người ta chỉ cần check một cái thông tin gì đấy là có thể ra được toàn bộ lịch sử của mọi người mua hàng hoặc là toàn bộ cái cái đơn hàng đấy của mọi người ok chưa thì đấy gọi là đại diện thì cái đẹp nhất ấy, nó sẽ là id của cái của cái số thứ tự mua hàng ok chưa Ví dụ như cái này đơn hàng đúng không? Thì nó sẽ là ID của đơn hàng. Ví dụ như uh, mọi người feedback cái đơn hàng của mọi người bị lỗi chẳng hạn đúng không? Nó sẽ không hỏi mọi người là đơn hàng này mua ngày nào hay là hay là mọi người đặt qua ai hay là các thứ như nào, hay là mọi người mua sản phẩm nào. Nó chỉ cần hỏi mọi người một câu là cái ID mua hàng của mọi người là cái gì. Ok chưa? Thì mọi người sẽ bảo mọi người là thằng số 8. Thì cái đấy lập tức nó sẽ tra ra à thằng số 8 ID mua hàng nó sẽ là mua ngày này mua khách hàng mua ông ba đúng không ông ba nó sẽ là kevin gì đấy đúng không đấy và nó sẽ mua cái sản phẩm c 1 ở đây c 1 ở đây có phải là thằng uh... đây c 1 ở đây có phải là những cái sản phẩm uh, như kiểu bên này đúng không à, cái sản bản sản phẩm đấy thì không ghi ở đây rồi ok nhỉ đấy thì cái primary key này có nghĩa là nó có nghĩa là một trường một trong những cái trường trong này nhé một trong những cái trường trong này ok chưa và cái trường đấy nó có thể đại diện được các cái trường khác. Tức là từ cái trường này này, nó có thể tìm được ra các cái bản ghi cụ thể nào đấy. Ok nhỉ? Và thường thì nó sẽ là số. Bởi vì nhá, cái primary này thường thì nó sẽ phục vụ cho mục đích tìm kiếm. Ok chưa? Bởi vì là đại diện cho một trường thì để tìm kiếm cho nó nhanh ấy. Thì ví dụ như mọi người để, uh, ví dụ như cái company này nhá. Ví dụ như đối với cái bảng company này, Mọi người để số điện thoại là primary key được không? Được không nhỉ? Là đại diện cho cả một công ty được không? Không. Ờ, được được. Nếu mà để thì được. Ok chưa? Cái trường tên công ty này có để được không? Tên công ty có để được không? Có. Được. Được đúng không? Nó không bị trùng nhau. Số điện thoại nó không bị trùng nhau. Nhưng mà nếu mà để ID thì có được không? ID cũng được đúng không thế thì theo mọi người để ba trường này thì ví dụ như khi mà mọi người được hỏi người ta một thông tin để tìm ra thông tin của cái công ty đấy cụ thể là gì thì mọi người sẽ tìm theo trường nào tìm theo trường nào dễ hơn ID đúng không tìm theo ID dễ hơn đúng không bởi vì nó đã là ID nó đã là số thôi mà nó lại còn tăng dần nữa thì ví dụ kể cả mọi người bảo ID công ty của tao là một triệu đúng không thì mọi người chỉ việc kéo đi thằng một triệu để mọi người xem ok gì nhỉ người hiểu, hiểu ý tưởng hiểu ý nghĩa của primary Key. Vâng. nó, phải là gọi là một cái trường duy nhất đã nhá một trường duy nhất bởi vì nếu mà nó trùng nhau thì nó sẽ không biết phân biệt thằng nào với thằng nào cả ok chưa và sau đấy là nó phải dễ tìm kiếm ok chưa đấy thế cho nên là thường người ta sẽ chọn những cái trường số và người ta để tăng dần ngồi hiểu hiểu ý nghĩa số và thường thì người ta sẽ để tăng dần. Ok nhỉ? Vâng. Đó. Thì ví dụ như bảng sale này thì trường nào là primary Bảng sale, trường nào? Trường đầu tiên, đầu number. tiên đúng không? À? Vâng. Đấy. như bảng này thì là bảng customer đúng không? À? Đó. Và ví dụ như bảng customer nhé mọi người nhìn nhá, từ bảng sale mà muốn biết xem là thằng số 1 này là thằng nào thì có phải người ta sẽ đọ lên trên trường này là người ta biết không? Đúng không? Khi đấy người ta nhìn theo ID một phát là lên luôn. Ok chưa? Còn một cái ví dụ khác nhé. Giả sử cái trường customer mọi người đặt là cái trường email. Ok chưa? Đặt là trường email. Thì cái trường customer ID ở đây này mình sẽ đặt nó là email nhé. Thì mình sẽ đặt nó là John gì đấy ở đây. Được chưa? Xong rồi các cái email khác nó ở đây. Thì theo mọi người đặt trường mail ở đây có được không? email ở đây có được không? Được Được chứ. Cũng được Được. đúng không? Mail nó là duy nhất mà. Nhưng mà theo mọi người thì khi mà người ta muốn tìm kiếm lại thông tin ấy, ví dụ như người ta muốn tìm thằng 6, cụ thể là ông khách hàng tên là gì thì nó có dễ tìm kiếm không? Không. Chắc chắn là nó không dễ tìm kiếm như kiểu trường trường ID đúng không? Bởi vì ví dụ nha, mọi người nhìn thấy ok, có bốn thằng thôi, nhìn phát là ra đúng không? Nhưng giả sử mình có một triệu khách hàng, tìm kiểu gì? đúng không tìm chắc chắn nó chậm hơn ai đi rất là nhiều đấy. cho mọi người nhớ nhá là cái trường primary key nó đại diện cho một bản ghi một record đấy và nó có hai thứ cần phải nhớ một là không được lặp lại ok chưa bởi vì đại diện cho một trường nên không được lặp lại hai là nó sẽ phải tăng dần thường ừ. thì nó sẽ là tăng dần và dễ tìm kiếm ok chưa không lặp lại và dễ tìm kiếm trên thường người ta sẽ để là 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 tác giả thì trong cốt nhé khi mà mọi người set up một trường là primary key ấy, ví dụ như trong cái bảng customer này theo mọi người là trường nào là primary key ví dụ như có bác này trường theo mọi người trường nào là primary key trường id id đúng không Đấy, ví dụ như trường này là primary key thì mọi người sẽ set up ở đây là primary key ok chưa mọi người sẽ viết thêm ở đây là primary key mọi người hiểu hiểu ý tưởng vâng đó, thì đây sẽ là trường primary key nhá. Đó, và hướng dẫn thêm mọi người một trường nữa. Đấy. À đây, ví dụ như mọi người xác định ở đây đã. Ví dụ mọi người xác định hết ở đây nhá. Trường nào là primary key? Department này thì là trường nào là primary key? ID đi. ID đúng không? Poison. Không này đi. Ok cao. Cái này là ID. cũng đi group cũng là đi đúng không Điều group đấy, này khó quá bài này về nhà mọi người cứ để lại nhé buổi sau sẽ hỏi được ra mọi người đấy. cái trường thai quét trường này sao để ID 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 hết đúng không đấy thường thì lúc thiết kế ấy, người ta đã thiết kế hết là ID rồi ok chưa đấy, answer các thứ như vậy này exam là ID này ok chưa exam question bảng này mọi người anh để lại nhé buổi sau thì hướng dẫn mọi người ok còn một cái nữa này muốn nói cho mọi người cái này là nó là trường auto Increment. đây mọi người có thấy những cái trường id ấy thường nó sẽ là một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười không vâng để nó tăng dần lên ấy. đấy thì thường nhá bởi vì mọi người lúc trước mọi người insert ấy mọi người cứ phải insert thằng một hai bốn năm ở đây không mọi người thấy nó có vô nghĩa vâng đấy nó rất là vô nghĩa cho nên là thường ấy người ta sẽ thay vì cái việc người ta phải viết cứ một hai bốn năm này nhá thì người ta xóa nó đi xóa cái trường này đi đấy người ta sẽ set up ở cái trường này nó là auto increment ok chưa cái điều này nó có nghĩa là gì đấy nghĩa là mọi người không phải insert cái trường uh, customer ID ở đây Mọi người không phải insert e cái trường customer ID xuống dưới này Ok chưa Mà tự động nó đã tăng dần rồi Tự động nó sẽ insert e Đây là một đây là hai đây là 3, 4, 5 Ok nhỉ à, Cứ tự động vâng. nó insert e vậy thôi Ok chưa Đấy thì sẽ test thử cho mọi người xem nhé Xóa đi tao này này Đấy Ồ oh, nó không biết cột uh, is correct này uh, Mình đã xóa trường này đi rồi đúng không Đấy, Nãy là mình làm demo ấy. À, xóa cái này đi nhá. Để căn lại cho đồng tí. rồi, Đây, xóa này đi. Ok chưa? Lệch lệch. Rồi, mình sẽ xóa cái trường này đi nhá. Đấy, chạy lại cho mọi người xem này. Thì là cái trường Auto Equipment này. Vẫn còn thừa 0,1 nhỉ? Ờ, quên. Đây. Đấy run này đấy thì bây giờ nhá mọi người nhìn nhá cái trường customer id rõ ràng mình không insert ở đây đúng không nhưng mà tự động nó sẽ insert cho mình Đây mọi người có thể select cái trường này ra này đấy mọi người thấy nó vẫn là một không Vâng đấy thì tức là tức là cái trường customer này thường thì người ta nếu mà mọi người để cái trường id ấy nó mà là số và nó tăng dần ấy thường thì người ta sẽ setup nó là primary key và thêm một cái nữa là auto increment ngay bên cạnh luôn Ok chưa? Để đến lúc insert mình không cần phải ghi vào đây nữa. Rồi. Mọi người hiểu hiểu cái này đúng không? Vâng. Và... Ok. Thì đấy là cơ bản về về, về primary key và auto increment này, mọi người không cần phải thêm cái trường này nữa này, chỉ cần như này thôi.